Nó giờ là sao trời? Tôi nghĩ giờ là sao nè? Cái nỗi khổ của một người đàn ông mà kiểu như là... Anh chờ tối đi. Không phải sao, tôi sao là nghĩa là làm sao á, chứ không phải là trời sao chăng đâu. Em này tụi anh mình phải sao? Nhảy số sẽ tăng, biết nhảy số sẽ tăng không? Biết. Đó, có nghĩa là thằng đàn ông mà kiểu mà tuổi mà gọi là... như thế nào ta, mình nói sao để cho nó dễ hiểu ta. Cái tuổi mà kiểu mà không giảm cái sự ham muốn xuống á. Hiểu không? Hiểu không? Không, ý là vậy sao? Tôi nói thẳng luôn nè. Gì? Có nghĩa là mấy bữa nay nè, tôi vô giường ngủ nữa. Là vợ tôi kiểu là không thích. Thứ hai nữa là đạp văng tôi ra vậy đó. Có nghĩa là ta nói gì ta, mình nói câu cho nó cho nó tế nhị, nó là mất công phải cái gì, mất công phải kéo quần ra, mất công phải kéo quần lên vậy đó, hiểu không? Hiểu. Nghĩa là mình vừa mới kéo xuống cái chưa được gì, cái phải kéo lên vậy đó. Có nghĩa là tôi nghi quá. Có nghĩa vậy nè, tôi là dạng như người có tuổi rồi đúng không? Cái suy giảm về cái sinh lý của tôi nó cũng giảm rất là nhiều rồi. Thì đúng rồi, đúng không? Đó là dĩ nhiên mà. Trong quảng cáo trên truyền hình nói nè, sau 35 tuổi đàn ông bắt đầu suy giảm testosterone trong người, gây ra không còn ham muốn, yếu sinh lý. Hãy uống thực phẩm này sẽ giúp tăng cường testosterone, nâng cao sinh lý, một khỏe hàng người. Quảng cáo như vậy mà. Từ 35 tuổi trở lên là lượng testosterone trong người đàn ông sẽ thường suy giảm, kéo theo là vấn đề là không còn ham muốn. Tôi đó không nghe nè. Sinh lý yếu. Mà sao? Tôi đó không nghe nè, mấy cái quảng cáo đó là tốt hay là dở đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nó người uống nó có hạp hay không? Có nghĩa là tôi uống không có hạp, đâm ra là nó uống như không. Đó, thử là tôi nhiều cái đêm lại cái tôi buồn, cái tôi buồn lắm mà. Tôi nói không nghe là cái cảnh mà kiểu mà vợ ham muốn mà thằng chồng nó xìu xìu rất là khó chịu. Bây giờ em có một cách trị yếu sinh lý nhanh nhất luôn cho anh à. Gì không? Anh ra anh mua rocket 1 giờ, anh nóc vô thôi. 400 mấy một vỉ, đơn giản nhất luôn, hiệu quả nhất luôn. Cái đó nó xuất khẩu đi qua bên châu Âu, châu Mỹ rồi. Tôi hiểu. Anh em nào đang bị yếu sinh lý, nó thật nha, nhanh ra, mau ra. Chạy ra ngoài tiệm bán em một viên thuốc rocket 1 giờ rồi xong, nhanh gọn lẹ. Ông có biết là cái vấn đề đó là rất là nhanh và rất là nhanh gọn đúng không? Ừ. Rất là tốt đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ta nói là một cái nó sẽ hậu ở sau nhiều cái. Có nghĩa là ví dụ như sau này ví dụ ông sửa không sử dụng, chắc chắn nó không lên nữa. Đó là dĩ nhiên rồi, đó là thực phẩm chức năng mà. Đó là quy luật rồi. Kiểu nó chai đúng không? Nó đúng chai rồi. Ông biết không? Đúng nhưng rồi. Mà không có nó là ông không bao giờ lên được nữa. Đúng rồi. Bởi ông uống nó để là đường lành, làm sao bỏ. Thì đã uống đầu tiên giống như là một tuần thì anh uống một lần thôi. Mà riết nó cũng chai thuốc ông thôi, hỏi ơi. Nè, đến một cụ ông 80 tuổi còn có thể không hụt cả đêm. Gì? giúp tôi. Hay nói thiệt luôn á. Không thiệt không, giỡn. Sau khi mà anh uống cái này vô đó không? Cái đầu tiên của anh là cảm thấy người hơi dạo dực. Trước khi lâm trận tầm một tiếng hoặc là nửa tiếng, anh uống cái mà em hướng dẫn anh nè. Anh sẽ thấy là trong người bắt đầu là dạo dực. Dạo dực trong người á, người bắt đầu hừng hực lên á. Dạng giống như là lần đầu tiên anh thấy một người phụ nữ này kia đó là anh hừng hực lên. Đùng có không vậy? Nói thiệt. Đừng nói là mua thuốc nữa nghe. Không có mua thuốc. Cái này là anh hừng hực lên, giống như là tăng sự ham muốn mình, giống như là mình bay vô muốn xé một con gà mình ăn rồi đó. Wow. Nói đến là cụ ông 80 tuổi còn phải hùng hục cả đêm mà. Không chỉ là anh. Thở không nổi sao? Đó là của cụ. Giận chạy tôi đi, lỡ nếu được tôi bao ông một chầu nhậu hoành tráng luôn. Không áp dụng cho mấy anh em nhỏ thì không áp dụng, tại mà ông nhỏ là bạn sung quá. Mà không dụng, chỉ áp dụng cho lứa tuổi tầm 35-40 trở lên thôi. Không suy giảm đó. Suy giảm sinh lý, không còn ham muốn thì áp dụng thôi. Còn 40 trở xuống á, nếu cảm giác ổn thì đừng có xài. Thì đó là tự nhiên rồi. Bây giờ anh chuẩn bị cho em cà rốt, trứng gà, mật ong, sữa đặc. Anh thích uống bia hay là anh uống nước ngọt? Gì nếu ngọt. Mà mọi người thích uống bia thì mọi người mua bia. Thích uống nước ngọt thì mua 7 Up hoặc là Coca cũng được. Dạng là có nước có ga á. Ok, tôi rồi, okay. Là, lấy đồ ha. Em sẽ chia sẻ cho mọi người cánh đàn ông một cái công thức giúp ham muốn lên nha. Tôi thấy là tôi phải rồi. Đây mà có khi mình hụt quá tắt thở luôn á, mệt quá. Nó kiểu là đột quỵ. Đúng rồi, làm vừa thôi. Cái nhịp tim của mình mọi khi là thí dụ như là trẻ thì đập 100% đi á. Có lớn nó chỉ còn 70-60 mà đập để lên 100% chắc chắn không kịp thở rồi. Thế đó, rồi. Đầu tiên mọi người chuẩn bị cho em một củ cà rốt. Sắc nhuyễn rồi đúng không? Mọi người sắc nhuyễn ra và một củ gừng nhỏ thôi nha.
10 sắc nhuyễn ra. Để xay nát mà. Đó. Anh xay mỏng vậy mà nó nát hết á. Chắc cái này gần rồi anh Khải, có đủ mùi rồi. Đây nè, như thế này thôi. Rồi, mọi người bỏ vô máy xay, mọi người xay ra. Để tôi vô xay nhuyễn ra ha. Ừ. Anh cho em một miếng bia vô đi anh hả? À, coi cho có nước hả gì? Ừ. Nước dễ xay thôi không? Nước khô khó xay lắm. Nếu đại gia đình ai không uống bia được thì có thể mua coca hay là xá xỉ dạng có ga cho dễ nha. Ừ. Rồi, rồi, vô xay nè. Chúng ta bắt đầu xay nhuyễn cái hỗn hợp này lên nha. Giờ nó nhuyễn lên chúng ta sẽ tiếp tục mấy câu chuyện nữa nha. Rồi ok, chúng ta sẽ mang đi lược. Lấy nước. Đây. Đây, chúng ta bắt đầu đổ đây cho nó lược ra. Nước đúng rồi. Thơm cái ta. Có vị gần nữa. Này nếu có cái khăn mình vắt hay hơn ta. Ừ. Rồi, lòng đỏ trứng gà. Rồi bỏ dòng trắng đúng không? Ừ. Ra bể rồi. Mọi người bỏ lòng trắng đi, mọi người sẽ lấy lòng đỏ thôi. Sao trứng gà ta mà trong đỏ nó nhỏ vậy ta? Này anh mua bản kiểu trứng gà ta hả? Ừ. Ồ, trứng gà công nghiệp cũng có một dạng trứng vỏ trắng mà. Không? Ừ. Như anh mua nhầm á. Đây mà nói chung là này là trứng gà ta đúng không? Ừ. Bỏ vô đây ha. Ừ. Ok. Rồi. Một xìa mật ong. Một xìa mật ong. Ong rừng hả? Ong rừng cũng được, ong nuôi cũng được. Nếu đại gia đình không có ong rừng thì sao ong nuôi cũng được. Ừ. Vậy thôi anh hả? Ồ, rồi, một xìa mật ong. Đúng ghê luôn. Okay. Rồi, gì nữa? Sô đạp. Cục cho uống mà cái này sẽ chết luôn cả. Lỡ mà cục nó kiểu nó tìm nó đập không kịp thì chết luôn á nghe. Một muỗng hay nhiều? Ok chưa? Ừ. Rồi. Ok. Bia. Anh canh một lượng vừa đủ rồi, anh không cần phải uống hết một lon bia đâu. Vừa thôi, còn nhiều đó. Trời ơi. Ừ. 3 muỗng đi. Tùy anh uống thôi. Ok. Rồi, xay lại nè. Anh bỏ hỗn hợp vô anh xay lại. Ê, sao nó chín luôn vậy? Thì mật ong làm chín mà, ong bia làm chín mà. Ừ. Xay đi. Chín mật à, chín trứng gà luôn nè. Để đánh đánh lên. Nó trộn đều lên. Trời, tôi nghe cái mùi hấp dẫn ta. Tại vì mọi người sử dụng những gà ta nó không có tanh. Với lại có bia nó cũng không có tanh nữa đâu. Anh mọi người xay lên. Rồi, ok. Rồi, đúng không? Ừ. Thử cái hương vị như thế nào ta. Mà bị chuột ra. Thơm đúng không? Thơm. Ừ, thơm. Thơm mà cái mùi nó vừa có mật ong mà vừa có sữa, vừa có cà rốt, có gừng. Vừa đủ một ly luôn. Canh hay à. Một ly được rồi. Mọi người uống một ly này được rồi, không cần vừa đủ rồi, đủ rồi. Còn nửa lon bia kia em bảo lạnh cất đi. Lên thưởng thức kìa. Ừ, thưởng thức đi. Rồi. Thử nha. Vào đây. Thơm không? Thơm. Rồi. Rất là dễ uống chứ không phải là có cái khó uống đâu nha. Dễ uống hả? Rất là dễ uống luôn. Nó ngọt thanh. Ừ. Cộng với thêm một vị bia. Ừ. Rồi đặc biệt cái trứng gà không nghe mùi. Ừ. Trứng gà đặc biệt là không nghe mùi đó. Với lại thêm cái gì ta? Gừng. 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 Cái này là mình pha ít sữa lại xíu. Tại nãy mình 3 muỗng sữa hả? Một à. Một muỗng sữa hả? Có bia 3 muỗng đúng không? Ừ. Có thể là mình tăng thêm lượng bia lên xíu. Ừ.
Tôi hiểu rồi. Sao? Nó vô rạo được cũng đúng. Sao? Tại vô tự nhiên vô đây cái tự nhiên cảm giác như là nó ấm sao quá. Ấm người. Ấm người mà nó kiểu không được á. Tôi nghĩ tôi không được à. Cái này mà lỡ mà uống vô là mà giặt cả đêm là chết. Sao không chết? Thiệt mà, ông thử nhắm cái nó rất là sảng khoái. Cho người nó khỏe lên thôi gì đâu. Nhưng mà nó sảng khoái lắm. Sảng khoái lắm hả? Ừ. Mà cái công thức nước này ngon lắm. Tầm nửa tiếng á, khi mà nó ngấm vô trong người anh á, anh mới có được kết quả. Chứ giờ anh uống giờ cũng chưa kết quả đâu. Nhưng mà mình cảm giác nó sảng khoái vậy, hiểu không? Ừ, sảng khoái. Im không được. Sao? Giờ buổi trưa mà vợ tôi đâu có nhà đâu. Mày giờ tôi uống cái này rồi. Không, anh để dành tôi làm đi. Tối anh uống. Đó, ok, em chia sẻ anh mày thôi nha. À, đại gia đình còn có ý kiến nào để bình luận ở dưới nha. Chúc đại gia đình xem như vui vẻ và nhớ đăng ký bật chuông nha. Hẹn gặp lại trong tất cả các clip sau. Thơm quá.